trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, nó không có điều mà bây giờ cũng lấy làm lạ mà người ta đang nghĩ tới. Quý vị biết trong thời gian qua cái tình hình biển Đông căng thẳng, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng căng thẳng. Đặc biệt qua những cái vụ mà trả đũa tit for tat với đề ngoại giao mà trong chương trình trước đây tôi có nói, quý vị cũng biết rồi. Thế bây giờ tình hình mà khi mà Mỹ đổi chính sách Đối với Trung Quốc Chưa bao giờ họ đã cắt đường lưỡi bỏ Trung Quốc Và cũng chưa bao giờ họ với Trung Quốc Mà tệ như vậy Thì các nhà phân tích Trên thế giới và khu vực người ta đang lo ngại Liệu có một cuộc chiến này không Giữa hai cường quốc này Đại đa số Nếu không muốn nói là gần như toàn bộ Họ nghĩ rằng không bao giờ có Bởi vì uh, Giống như Học giả Bonnie Crusher của CSIS mà trước đây tôi đã trình bày những chương trình này nhiều lần trong một lần mà tôi nghe bà nói chuyện trực tuyến từ Washington DC qua tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội thì bà có nói là Mỹ Trung Quốc sẽ không bao giờ đánh nhau họ vì họ là dựa vào nhau họ cạnh tranh với nhau nhưng họ không bị giết nhau thành ra quý vị nào mà cứ nghĩ rằng là Trung Quốc Mỹ sẽ nhau là quý vị bé cái lần to nhưng mà vẫn có những người mong muốn điều đó. À, tôi biết có người mong muốn, mong muốn. Rồi bây giờ chương trình hôm nay tôi cho quý vị coi, tôi sẽ phân tích quý vị những cái mong muốn nếu nó thành sự thật. Nếu nhá, đó. giả sử Mỹ và Trung Quốc có một cuộc chiến ở Đông ở Đông Nam Á và nói chung vùng châu Á, thì nó sẽ xảy ra cái gì? Mình chưa biết ai thắng thua. Nhưng các chuyên gia họ cho rằng là gì? Khi nếu chuyện nó xảy ra thì các quốc gia ở trong vùng và trên thế giới sẽ ở bằng thế khó xử à, anh phải chọn bên trên chương trình này trước đây tôi có nói rồi trong cái chuyện xung đột giữa mỹ và trung quốc á, ở biển đông đó, các nước đông nam á phần lớn họ chọn là gì chúng tôi đứng giữa tôi đứng giữa tôi hưởng mắc mớ tôi đụng vô theo anh này thì chết thế, à, à, theo anh này bây giờ ngon nay mai anh, bây giờ đang thắng mà muốn thua thì sao tôi có kể quý vị là giống như đi làm đó quý vị mà phe đảng đó Phe quý vị mà đang ngon thì quý vị lên, đúng, phe quý vị xuống là thôi, nó cho quý vị đi luôn Thành ra đứng giữa là ngon nhất Nhưng nếu bây giờ chiến tranh Xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc Một cuộc chiến tranh toàn diện Anh không được đứng giữa nữa Đứng giữa đạn nó là phải chọn bên, thì chọn sao đây à, Các quốc gia này sẽ rất là khó khăn, sẽ rất là khó khăn Họ sẽ phải vô, vô rơi vô một tình trạng, bây giờ chọn ai bây giờ? và một cái bài viết trong loạt bốn bài của tờ sao China Morning Post họ phân tích này rất hay và chia sẻ cùng quý vị họ nói rằng nếu phải chọn bên nếu chuyện nó xảy ra sẽ có hai giai đoạn cho các quốc gia giai đoạn đầu tiên chúng tôi là trung lập rồi sau đó tình hình như nào chúng tôi sẽ ngả một bên hoặc chúng tôi tiếp tục trung lập đó nó có hai giai đoạn như vậy thấy không thế thì việc các nước trong vùng thì họ tính là thường họ tính những nước lớn những nước quan trọng đó bây giờ ví dụ như um, có một chiến ở tại châu Á, thì những ai sẽ theo Mỹ và những ai sẽ theo Trung Quốc. Thì họ đánh giá thế này này ở châu Á đó, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan chắc chắn sẽ theo Mỹ. Ở tại Đông Nam Á, thì Philippines, Thái Lan, Singapore sẽ cũng theo Mỹ. Bởi vì ngoài cái chuyện là họ là làm ăn buôn bán rồi ý thức hệ giống nhau họ là gọi là đồng minh của nhau đó vì nó có những cái hiệp ước nó ràng buộc nó có những cái hiệp ước nó ràng buộc ví dụ họ là ông nhật đó nếu mà đụng vô cái chuyện mà đánh nhau trung quốc mà phải chọn đương nhiên ông sẽ chọn ông mỹ chắc chắn là chọn ông mỹ mà ngay cả đông nam á cũng chọn ông mỹ luôn cái đó quá dễ bởi vì ông mỹ là đồng minh của Nhật, Nhật là đồng minh của Mỹ, ông Mỹ, ông Nhật thì không ưa giống Trung Quốc, cho dù có làm ăn chẳng nữa nhưng mà nó chưa đủ mạnh. Bởi vì cái đồng minh Mỹ nó vẫn là quan trọng hơn. Nó dễ rồi. Ông Nam Hàn thì sao? À ông Nam Hàn là chuyện khác ạ. À. Bây giờ ví dụ mà đụng vào cái chuyện mà Trung Quốc nay mai mà trong chiến tranh họ chiếm Đài Loan thì các chuyên gia mà về châu Á họ nói là ông Nam Hàn đó trong vấn đề Đài Loan nó có thể đứng ngoài ông đứng ngoài nhưng mà trong biển đông thì ông ngả với ông, ông, ông Mỹ, ông ngả với ông Mỹ bởi vì ông Nam Hàn thì ông lại có quyền lợi nhì ở trong Trung Quốc nhiều hơn là ông Nhật và ông Nam Hàn hiện nay cũng đang bực mình với ông Mỹ trong cái chuyện là ông Mỹ đòi cái là, là, là 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 trả thêm tiền hăm he rút lính ra nữa và bây giờ tình hình của ông Nam Hàn với ông Bắc Hàn không đến nỗi như ngày xưa ít nhất là ông Kim Jong Un cũng đã gặp ông Giê-in rồi. À. Singapore còn xuống dưới này thì thưa quý Đài Loan thì đương nhiên là theo Mỹ rồi nhưng mà Đài Loan nó bị 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 bị, luôn thì sao? Dù có ông Singapore thì đương nhiên là đồng minh của Mỹ bởi vì ông Singapore là cái ông tuy nhỏ nhưng mà nó có cái hải cảng các tàu bè Mỹ qua lại chiến lược ghê lắm dễ lắm. Ông Philippines thì hơi căng. Bây giờ nói ông Thái Lan, ông Thái Lan thì cũng dễ thôi. Thái Lan là cũng là đồng minh của Mỹ từ xưa giờ rồi. Mà quyền lợi giữa Thái Lan Trung Quốc không có nhiều nhưng mà ông Philippines là không ông kẹt, ông kẹt là bởi vì ông đu tặc tê đó thì ông lại khoái ông tập cận bình Đã. ông ông thắng cái vụ và đường lưới bò chín đoạn năm 2016 mà ông không có chài Đã. Ông ông đi qua ông gặp tập cận bình khen tập cận bình nữa, mà ông hục hặc với ông mỹ mấy lần quý vị nhớ không vì ông cấm không cho mỹ vào hải cảng đó, mặc dù là có cái hiệp ước đó rồi tháng giêng năm nay ông mới hồi mới đây ông mới bắt đầu gia hạn ông bỏ cái lệnh đó ông gia hạn thêm 6 tháng là tàu mỹ có thể vô mà mỹ ông không vô đó mỹ không vô nó mỹ không ngại thì ông Philippines về nguyên tắc nó sẽ phải theo Mỹ sẽ phải theo Mỹ nhưng mà có thể trên thực tế là tùy theo tình hình nếu mà căng quá đó thì phải theo Mỹ còn nếu không đó, thì ông Philippines có khi đứng giữa thậm chí thể thả ngả với ông tập cận bình luôn à, ngả về ông trung quốc luôn thì các cái giao nói là như này khi mà xảy ra chuyện như vậy chiến tranh hầu hết các nước sẽ ngả về Mỹ chưa kể là Mỹ có các đồng minh bên ngoài nha ngoài khu vực ví dụ úc này, tân tây lan này, là hai cái anh đó cũng là 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 đồng minh của mỹ luôn. Thế đồng minh của mỹ bao gồm có nhật, nam hàn, úc, tân tây lan, philippines, thái lan, đó là năm quốc gia là đồng minh của mỹ gọi là Airlines thì như tôi nói nãy đó là theo cái hiệp ước hai bên ràng buộc là anh phải đứng về phía tôi anh không được chọn. nhưng mà biết đâu tới đó ông đu thật tê này ông lộn xộn hiệp ước hiệp ước chứ tôi đâu quan tâm anh đâu tôi quyền lợi tôi chơi hiệp ước tôi nói với vị rồi nó chỉ có giá trị khi hai bên cùng có lợi và có một bên không có lợi cho hiệp ước cho khác luôn chúng ta biết cái điều này rồi gì trục chiến việt nam ta biết rồi ký tùm lum ra, có ai có ai mà mà tôn trọng đâu thấy không ai tôn trọng đâu ngu sẽ tôn trọng chuyện ở đời cái chuyện đó buồn cười lắm đó Đến trở lại vấn đề ông trung quốc nó có làm gì ông chỉ có làm một chuyện thôi là ông làm sao giảm thiểu cái số quốc gia trong khu vực theo mỹ giống biết là nhiều nước không theo trung quốc và cái chính sách Trung Quốc này chơi những cái gọi là những cái 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 gọi là dùng cái gọi là ý sức mình mạnh này rồi có những cái gọi là làm nó vụng về nó không khéo léo như ông Mỹ hay các phương Tây nó thật với quý vị phương Tây hay là các người khác họ đi ăn cắp ăn trộm nó họ làm khéo léo lắm mình không thấy mà thậm chí còn cho thêm nữa ông Trung Quốc hơi vụng về ông chụp chụp liền ghét thì không cho đâm liền ghét chứ còn thật với quý vị đó trên thế giới này chủ nghĩa nào cũng vậy hết các nước lớn họ đều hành xử như nhau Là đều đi ăn cướp, ăn trộm của nước khác Ở đời muốn sự của chúng mà Cái đất này nó không có nở ra thêm, Người càng ngày càng đông Chúng tôi đi ăn cướp hết Nhưng ăn cướp làm sao cho người ta không biết là mình ăn cướp Đúng không? Giống như giết người á Lấy dao đâm vô người ta chết cũng là giết người Có người đâu có đâm ai đâu Nhưng mà người ta xúi, bịa chuyện cho người khác đánh nhau chết Cũng là giết người Đúng không? Chúa nhìn thấy hết Mày giết trực tiếp Thằng kia giết gián tiếp Hai thằng đều giết người Ăn cắp ăn trộm cũng vậy <laughs> tất cả các nước lớn trên thế giới Đều đi ăn cướp của nước khác Lịch sửa chứng minh Ngày xưa đi chiếm nước này nước kia phải không Đúng không Ok tôi vô mà nhẹ nhàng như ngày xưa Pháp vô Việt Nam đó Tôi vô nhẹ nhàng tôi mang làm văn minh vô Anh cho vô cho không thì Tôi chơi súng ống Tôi bắt anh Được chưa Tôi đi nhẹ nhàng anh không cho vô thì tôi làm dữ Nói chung ở đời như vậy Thành ra đó Anh Trung Quốc anh cũng sẽ tìm cách làm sao giảm thiểu Giảm thiểu cái số mà ngà qua Mỹ à. Bây giờ còn một anh nữa Nãy giờ cũng quý vị chưa nghe tôi nhắc tới không? Anh đó là anh nào quý vị biết rồi Tôi sẽ nhắc sầu phần thông tin thương mại Xin quý vị đừng rời màn hình SCT Cảm ơn quý vị như màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện mà giả sử giữa Trung Quốc và Mỹ có một cuộc chiến ở Biển Đông hoặc ở châu Á. Các quốc gia trong vùng sẽ phải ngả về ai? Thì tôi đã điểm qua một số quốc gia khá quan trọng của những quốc gia khác thì tôi không kể. Ví dụ Lào, là tôi không kể. Brunei, tôi không kể. Indonesia, Malaysia, thực sự họ không có nhiều. Họ là Hồi giáo. Đa số các nước trong Biển Đông và cái vùng Đông Bắc Á là mới là lộn xộn với nhiều chuyện cứ thấy từ trên Nhật này xuống Nam Hàn này, Đài Loan này, Philippines, Việt Nam này, có Thái Lan, Singapore tí xíu, thấy không? Đại khái này là anh úc với Tân Tây Lan là nằm ở ngoài nhưng mà anh cũng có là phần trong đó. Thì cái, cái quốc gia mà tôi chưa nói tới là ai? Là anh Việt Nam. À, anh Việt Nam này mới là cái 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 đặc biệt. Anh vừa sát Trung Quốc là có biển đường biên giới, lại có đường biển bị Trung Quốc khăm he, mà là kẻ thù không đội trời chung với Trung Quốc cả mấy ngàn năm nay, nhưng mà lại là có cái mối giao hảo giữa hai đảng cộng sản anh em rất thân thiện cái mối cái mối tương quan nó rất cái mối quan hệ phải nói là không ưa với nhau mà vẫn cứ phải đi uống cà phê mỗi ngày nhưng mà đi, ông mỹ thì tôi lại ăn phở à, đi ông mỹ tôi lại ăn phở tôi không ăn không uống cà phê nhưng đi ông chú uống cà phê mà uống nhiều hơn Đó. khổ không thể bỏ được thế bây giờ chuyện mà xảy ra nếu mà giữa mỹ với trung quốc mà có cuộc chiến việt nam chậm bên nào ít nhất về mặt lý thuyết Việt Nam từ trước tới giờ vẫn là một đất nước trung lập Họ nói rằng Họ có chính sách 30 không, không can thiệp Không là liên minh với nước này chống đi kêu Và mới đây Việt Nam ra thêm cái là 40 nữa là có thể thay đổi cái đó Thế nhưng mà bây giờ Việt Nam làm sao đây Nếu mà chuyện xảy ra Thì trước khi phân tích tiếp cái chuyện này Việt Nam sẽ đứng về phía nào Thì tôi xin cung cấp với quý vị hai cái bản tin Mà mới xảy ra tuần vừa qua Đó là Mỹ càng ngày càng ưu ái Việt Nam, Mỹ càng ngày càng ưu ái Việt Nam nhé. Là trong thời gian qua, tuần vừa rồi chứ không lâu xa, trong hai ngày liên tục đầu tiên đó là Mỹ thông báo hỗ trợ ngư dân Việt Nam. Và chuyện này đã được ký kết tại Hà Nội giữa ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Daniel Kystenpring và ông Trần Đình Luân. Ông Trần Đình Luân này ông là um, uh, ông Trần Đình Luân là tổng cục trưởng tổng cục thủy sản của Việt Nam. Đó. Hai người đã ký bản ghi nhớ. Theo đó, à, cái cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật của Mỹ gọi thuộc bộ ngoại giao Hoa Kỳ đó gọi tắt là INL đó, sẽ kết hợp với tổng cục thủy sản của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. Trong đó sẽ có những nỗ hỗ trợ kỹ thuật giúp tăng cường năng lực cho Tổng cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư thông qua trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm thực tế tốt nhất cũng như thực hiện các dự án chương trình hỗ trợ kỹ thuật phù hợp đồng thời sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế nhằm bảo đảm duy trì bền vững nguồn lợi sinh vật biển đấu tranh chống phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp không có cáo theo quy định Đã. rồi đặc biệt thêm cái câu này nè bản thông cáo dẫn lời đại sứ đây nhiều cái tin vui cho biết Hoa Kỳ có bề dày kinh nghiệm trong việc quản trị và thực thi pháp luật thủy sản và sẵn sàng chia sẻ. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Việt Nam nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và gì để với quan trọng. Hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển. Thế giờ quý vị. Tức là Mỹ bảo vệ ngư dân Việt Nam còn gì nữa. Bảo vệ ngư dân Việt Nam trên biển. À, rồi đó, chưa kể, chưa nói chưa nói cái chuyện đó. Theo dự trù, vào năm 2021 đó, Mỹ sẽ bàn giao cho Cục Kiểm Ngư một trung tâm huấn luyện tại Chi Cục Kiểm Ngư vùng 5 ở đảo Phú Quốc. Trung tâm này sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực cho Cục Kiểm Ngư Việt Nam cũng như lực lượng kiểm ngư địa phương tại 28 tỉnh Duyên Hải của Việt Nam. Thấy giờ ưu ái quá, <laughs> một cái. Cái thứ hai là qua ngày hôm sau, đó, ở hà nội có một cái diễn đàn gọi là cấp cao về năng lượng việt nam do trưởng ban kinh tế của trung ương đảng là ông nguyễn văn bình ông đại ủy bộ chính trị và ông phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ trì trịnh đình dũng chủ trì về phía hoa kỳ thì họp qua trực tuyến có ông bộ trưởng thứ trưởng bộ năng lượng hoa kỳ là mark menes thảo luận trực tiếp về vấn đề có thể làm gì để hỗ trợ an ninh năng lượng của việt nam Việt Nam là một quốc gia hiện nay theo cái đánh giá của ngân của tổ chức tài chính Thụy Sĩ là UBS vừa rồi đó là Việt Nam là một trong quốc gia có tiềm năng kinh tế tiềm tàng nhất châu Á và quý vị biết đó là họ bây giờ họ cần có điện điện nguyên tử thì là người ta sợ giống như Fukushima rồi có cái điện mà thủy điện đó thì bây giờ Trung Quốc chặn trên hết rồi rồi làm thủy điện nhiều phá hoại môi trường tâm thích vì ông Mỹ đang giúp là nhà máy điện mà xài gọi là cái gì năng lượng chất hóa lỏng à, cái vụ này có lâu rồi bây giờ bắt đầu tiếp tục thì bởi vì kinh tế phát triển anh không có năng lượng đánh thua đó Thì quý vị thấy hai cái hợp tác đó của Mỹ với Việt Nam. Thế bây giờ đó, cũng thời điểm tuần qua, vào ngày thứ 3, 21 tháng 7, lại có một chuyện cũng đáng kỳ nhớ, đáng chú ý. Đó là có một cuộc họp cao cấp gọi là Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, họp trực tuyến. Bên Hà Nội có ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, kiêm Ngoại trưởng bên đầu dây bên kia là ông Vương Nghị ngoại trưởng kiêm ủy viên quốc vụ viện quý vị thấy trên màn hình nó hai người họp cầu truyền hình với nhau nói chuyện mung lung lắm là hai bên sẽ hợp tác này kia giảm căng thẳng biển đông bla 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 đủ thứ đó đó là không quan trọng quan trọng nhất là cái gì trong đó ông Vương Nghị có nhắc là Việt Nam từng ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Tân Cương và Hồng Kông trời ơi quý vị ơi Đáp lại ông Phạm Bình Minh có nhắc Việt Nam cũng từng là hỗ trợ trăm nghìn đô la cho Trung Quốc trong vụ mà, mà mà lũ lụt. Quý vị thấy chưa? Một mặt đó là Việt Nam chống Trung Quốc để cho người dân chống Trung Quốc thì đúng hơn. Từ năm ngoái trong cái vụ tàu Hải Dương 8 quậy bãi thư chính rồi năm nay cũng là đâm chìm tàu cá Việt Tất cả các cơ quan truyền thông tất thần tật đều lên án Trung Quốc rồi người dân ghét Trung Quốc lắm. Nhưng ông Việt Nam cũng vẫn phải đi đêm ông Trung Quốc. <laughs> Hôm tuần trước tôi kể cái vụ trăm triệu đô la cái ngân hàng cổ phần cho vay, ấy, như gì có nhiều người bảo ông Dũng ơi cái này là tiền tư nhân cho vay không đáng kể, xin lỗi quý vị ạ, Trung Quốc không cho vay làm sao vay được, đừng có dẫn mặt làm như chúng ta còn nít. Tôi thấy có nhiều người ấu trĩ lắm rồi tôi đã thật xin lỗi quý vị, tôi bảo ồ cái tiền này là tiền hàng nhân ngàn, hàng cổ phần tư nhân cho vay đâu phải Trung Quốc cho Việt Nam mượn đâu. Trung Quốc không gật đầu làm sao cho mượn được Tôi nói thật mấy ông trong nước mấy ông dở quá Đấy không? Tôi thấy viết lên mấy ông Đừng có nguỵ biện như thế Tiền nào cũng là tiền của Trung Quốc hết Tôi không, tôi nói ví dụ như Mỹ, Việt Nam này Một năm ấy, kiều bào ở Việt, Mỹ này gửi về Việt Nam mấy tỷ đô la này. Mỹ mà không muốn là ra cái lệnh là xong chứ gì đâu Trời đất ơi, bộ tài chính Mỹ là cái cục cái tiền nó không gửi về Việt Nam Đừng có ngụy biện Trở lại vấn đề <laughs> Tiết lộ ra quý vị thấy không, Tân Cương và Hồng Kông là hai cái điểm nóng mà trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc mà gây đến ngày nay mà hai bên đóng cửa các tòa lãnh sự. Quý tiếp. Mỹ thậm chí ra một cái nghị quyết đạo luật lên án luôn cái vụ Hồng Kông. Năm ngoái biểu tình đó, Tổng thống Trump ký, rồi cái luật an ninh của Trung Quốc đưa ra Hồng Kông, Mỹ cũng phản đối, trừng phạt một số giới chức luôn của Trung Quốc. Tân Cương là trừng phạt luôn cả cái ông ủy viên bộ chính trị mà đứng đầu Tân Cương thế mà ông Việt Nam lại ủng hộ ghê chưa? Mà cái điều này ông Vương Nghị nói ra, ông Vương Nghị là, là tôi nghe được, tôi nghe được, tôi có âm thanh tôi nghe được qua một thông dịch của của Trung Quốc thì đấy chưa? Canh Việt Nam đánh đu dây ghê lắm, thấy không? Vẫn nhận sự trợ giúp của Mỹ, vẫn ghét Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc đấm mõm cho trăm triệu báo chí nước không nhắc mà vụ vương nghị này nói báo chí nước hoàn toàn im vặt luôn tôi bảo là im im ngặt im thiên thiết bởi vì họ không muốn người dân biết những điều này tôi không nói họ sai trái gì nha đây là cái chiến lược họ đi họ đu dây đến cái mức độ phức tạp như vậy đến độ khéo léo như vậy bởi vì họ kiểm soát truyền thông cái gì mà chúng tôi muốn cho người dân biết tôi tôi muốn tôi biết tôi nói cái vị nghe trong vụ covid 19 chín Tặng có 50 ngàn hay là cái ông, cái ông, ông Thủ tướng trên Phúc tặng có 50 ngàn cái khẩu trang trong, trong báo đăng rần rần. những cái gì không có lợi cho Việt Nam là họ không cho đăng. Chẳng hạn cái chuyện mà cho vay trăm triệu đô la. Chẳng hạn cái chuyện ông Vương Nghị nói ra là Việt Nam từng ủng hộ Trung Quốc trong chính sách về Tân Cương và Hồng Kông. Không cho đăng. Mặc dù ông Vương Nghị nói trong trực tuyến như thế. Tôi nghe rõ ràng. Thì bây giờ quý vị biết rồi đó Khi mà Trung Quốc với Mỹ giả sử đánh nhau Không biết Việt Nam đứng về phía nào <laughs> Cái đó là buồn cười Cái đó mới là cái buồn cười Tất nhiên Việt Nam sẽ cố gắng Không ngả bên nào cả Nhưng tôi nói là nếu giả sử Mà hai bên quanh nhau giả sử thôi nhá Tôi nhắc lại giả sử Thì quý vị thử nghĩ xem Việt Nam đứng bên nào Nếu giả sử bây giờ mà không Không thể đứng bên nào được Bắt buộc phải chọn bên Thì đứng bên nào à, cái đó khó cái đó khó có một số học giả đó lúc đó việt nam sẽ ngả mỹ một số thì bảo ngày không ngả mỹ mà không ngả trung quốc luôn tôi biết cái điều là đứng ở giữa nhưng mà đến đến lúc mà không phải đứng không thể đứng ở giữa được thì việt nam phải chọn bên thì một số học giả nó sẽ phải chọn mỹ tức là bị ép phải chọn bị ép phải chọn tình thế nó ép mình vô phải chọn mình không muốn chọn nhưng cuối cùng mà bị ép thì chắc phải vậy thôi thành ra quý vị thấy không các nước họ bị kẹt đó nước lớn nó quyết định hết giả sử đánh nhau và ê mày phải chọn bên tao hay bên kia ông trung quốc sẽ tìm cách giảm cái sự mà gọi là ủng hộ của các nước trong châu á đối với mỹ ông biết là có nhiều nước không theo ông nhưng mà cho đó ông là cái ông vương nghị mà tờ sau chan em post nói là cái chuyến nói chuyện của vương nghị đó làm một tìm cách là ve vãn việt nam nhất là sau khi mỹ đã bày tỏ cái quan điểm với đường lưỡi bò chiến đoạn sợ ông việt nam kiện ra tòa và thấy Việt Nam vị thế lên là ông Trung Quốc cũng khôn lắm ông vuốt phe liền thấy chưa đó là cái nhận xét của các học giả mà của các nhà quan sát ở trên tờ sao chan morning post và đó là chuyện quan trọng trong tuần qua gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau